Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Khán hết cả giọng. Nói mình thọ tấp địch mẹ địch cha. Các bạn thấy tôi đẹp không các bạn? Vừa làm đây tôi màu xong các bạn ạ. Các bạn thấy tôi màu Astro Queen. Các bạn tính tôi màu đẹp thế. Cho mình xin like, đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Mình chứng tình yêu anh dành cho em. Mày sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh. Không có đâu. Ui, cái gì con mẹ cái đẹp gì rồi. Đầy cổ đấy, lấy cổ anh Cường cũng được. Anh Cường có làm. Nhìn xem bước của anh Cường không nói. Nhìn em cái. Có mà anh Cường có nhắn là người trong nhóm. Nhắn là mình đeo rồi, chẳng biết. Ra. Có gì thấy không mẹ này? Có đây ta để cái đoạn này là thấy này. Ờ thì nói nghe cái này. Giờ mình sẽ tôi nghe các bạn nói à. Ô gái đâu hết rồi, ông sao toàn cái gì này? Đó bảo gái cua lại rồi, gái Việt Nam đẹp. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời. Cú te đi. Cái con này cởi hết đó, xong nó giết đó.
chúng ta từng lần bước bên nhau em nhớ mà. Một chút đành lòng, một chút lòng anh xin cho em. Anh sẽ là cô dâu. Cô dâu nãy là ấy. Ô, mình có thể là bà biết mấy bài. Thế bà kia là bà anh yêu em. Thế mày biết con anh Kiên tên là gì chưa? À, rồi biết con anh Kiên tên là gì? Thấy anh ấy. Rất là anh ấy này, ông già tất coi anh ơi cho chị, anh ơi lấy cho bố công nữa. Cái gì cuộc đời anh mà, nhưng mà không biết họ tên họ gì, ai đâu không biết họ không? Nguyễn mà, họ Nguyễn mà. Tất là nhà anh Kiên này, hay là họ Đinh nhỉ? Tại vì bà tao họ Đinh mà. Húp. Mình mét khó cái kiểu đéo thì có một tí gây sinh xong nó lại thành cái phim đéo gì. Vậy là mình nhắc cái màu xong nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn.